Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ. Thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem làm sao. Con chào bác Huyền ạ. Như con được biết thì bác đã dùng cái sản phẩm tam thất của bên con rồi. Trong quá trình dùng ấy, bác được biết là tam thất này nó có những cái tác dụng như nào nhỉ? Nói chung tam thất thì nó nhiều tác dụng lắm. Tác dụng về để bổ máu này, rồi những người suy nhược cơ thể để hầm ăn cho béo này, rồi chữa u này, rồi chữa ngăn ngừa ung thư này, rồi nói tóm lại là với đại tràng này. Nói chung là tam thất thì nó có rất là nhiều tác dụng đó. Không biết là bác dùng tam thất vào mục đích để điều trị bệnh hay là phòng bệnh bác nhỉ? Bác dùng tam thất thì trước kia là bác bị u xơ của tử cung, thì bác đi khám thì người ta nói u xơ đã to rồi, nhưng mà sau đó là bác định mổ, nhưng mà có người ta bảo bác là cứ uống tam thất đi thì thôi. Thế là bác về bác mua tam thất bác uống, thì từ cái đợt bác dùng tam thất thì bác uống cứ uống ngày 2 lần, lần sáng với tối, thì bác cứ uống bằng bột, lúc thì uống bột pha với nước, lúc thì bác uống bằng củ tam thất ngâm với mật ong. Thì bác uống cả hai loại đấy, thì bác dùng một thời gian thì ung thư tự nhiên là nó đi khám thì nó bớt dần đi, nó teo dần, thì sau đó bác cứ dùng tiếp đến bây giờ thì bác cứ khám lại thì nó không còn nữa. Thời gian sử dụng trong bao lâu thì nó đã khối u nó teo đi, nó nhỏ đi, nó hết rồi? Nói chung là thời gian đầu bác dùng thì bác cứ dùng hàng nửa năm, hàng năm thì bắt đầu bác đi khám lại. Khám lại thì có hiện tượng là nó cũng, bác sĩ người ta bảo là cũng nhỏ dần đi so với lúc đầu bác khám. Sau đó bác lại dùng tiếp thì 1-2 năm sau thì bây giờ bác đi khám thì nó không còn nữa. Thế là cũng mình dùng nó mất là 1-2 năm là cũng khối u. Có nghĩa là phải dùng liên tục. Dùng liên tục. Thế là khối u của bác u xơ bây giờ bác hết. Không còn nữa. Thế là đã hết. Thế rất là tốt. Uống ngày 2 lần vào sáng với tối thì cứ pha cái nước uống. Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ, thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem làm sao. Thế là dùng, thế là mình thấy hiệu quả đúng không? Dùng thì bác thấy có hiệu nghiệm tốt. Giả sử có ai đó muốn dùng ấy, thì bác có sẵn sàng giới thiệu giúp bọn con không? Có, nếu như bây giờ mà ai mà bảo về u với các thứ thì bác cũng khuyên là nên dùng, bác thấy là nó có tác dụng đấy. Thế thì bản thân bác là bác thấy có tác dụng đấy. Vâng. Thì bây giờ bác cũng khuyên, ví dụ như bà nhà bác bây giờ đấy đại tràng thì bác cũng bảo bà là dùng tam thất này hầm các thứ để ăn thì nó cũng tốt. Với những người ốm mà mổ xẻ sau thì dùng tấm thất này thì là để hầm gà hoặc là ăn thì nó tốt. Con chào cô Hiền ạ. Thì trong cái thời gian con được biết là cô đã sử dụng cái sản phẩm tam thất bên con rồi, thì cô trải nghiệm trước tiên là trải nghiệm và đánh giá sao về cái chất lượng sản phẩm bên con ạ? Chất lượng thì thấy uống thấy cũng tốt, lâu rồi uống ở chỗ khác thì lần này chuyển sang bên này thì thấy tốt. Thường cô dùng tam thất này để vào mục đích gì? Chữa dạ dày, rồi chữa u xơ tử cung, rồi u lang, thấy nó bé đi. Cô đã từng đi tái khám lại là thấy u này. Rồi, trước là bị cái u sơ nhỏ nhỏ này, đợt rồi đi khám thì chỉ còn cái lang không còn gì, không còn, gần như là không còn u lại hết. Vì là trước đây thì nhà bác là có mẹ bác ấy, dạ, đã dùng cái tam thất này, tức là cũng bị một cái nang ở dưới sau cái khoeo chân này, thế thì đã làm hồ sơ để mổ, nhưng mà sau khi mà cũng sợ quá, cũng đi mua tam thất uống một cân tam thất thì là coi tan hết. Của cô thì là cô là vì nang vì gọi là tuyến giáp, u giả chảy máu tuyến giáp.
của phụ nữ có vết sẹo lớn, mà quan trọng hơn là họ sẽ mất đi quyền làm mẹ. Tuy nhiên, bằng phương pháp tắc mạch, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã điều trị thành công bệnh u xơ tử cung mà không cần phải phẫu thuật và có thể giúp cho người bệnh có thể tiếp tục có con. Tỉnh táo trong lúc thực hiện thủ thuật. Người phụ nữ 40 tuổi này nhập viện trong tình trạng khối u ở tử cung khá lớn, kích thước đo được từ 7 tới 8cm. Chỉ sau chưa đầy 30 phút, khối u đã được giải quyết. Và chị cùng gia đình vẫn có thể tiếp tục thực hiện mong ước còn dang dở. Phương pháp này thì nó cũng ít gây đau đớn nhất. Thì nhà mình cũng hy vọng là sẽ có con ấy, ấy đấy. Phương pháp tắc mạch này sẽ triệt tiêu nguồn máu nuôi khối u chỉ bằng những dụng cụ rất đơn giản, là một ống thông nhỏ đưa qua động mạch đùi đi đến động mạch tử cung. Sau khoảng 3 tới 6 tháng, khối u sẽ teo dần. Nhân sơ tái phát sau điều trị bằng phương pháp này chỉ còn khoảng 1% số ca điều trị. Và sau một năm, bệnh nhân có thể mang thai. Quá trình điều trị khoảng gần 10 năm, thì hiện nay bọn tôi gặp lại khá nhiều các bệnh nhân có thể sinh con được sau khi mà can thiệp với tỷ lệ khoảng từ 75-8%. Còn trong số khoảng 20% bệnh nhân thì không có khả năng sinh sản, thì có những trường hợp mà mình bắt buộc phải chủ động báo cho bệnh nhân là họ sẽ bị tổn thương cả chức năng buồng trứng trong động mạch, vì không thể nào tránh được cái gây tổn thương động mạch nuôi buồng trứng trong trình làm được. Chuyên ngành phụ sản nếu đã có chỉ định thì thường là phẫu thuật, dù đó là phẫu thuật mở hay là phẫu thuật nội soi. Về mức độ phẫu thuật thì là cắt bán phần tử cung hoặc là cắt bỏ nhân sơ giữ lại tử cung. Nhưng phương pháp này thì hoàn toàn khác, tức là không phải phẫu thuật. Cái ưu điểm của nó là có thể bảo tồn được tử cung mà không phải cắt bỏ, dù là bán phần hay toàn phần. Là phương pháp đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, chi phí điều trị lên tới từ 5.000 đến 7.000 đô thì phương pháp này ở bệnh viện 108 chỉ mất khoảng từ 15 tới 20 triệu. Dù không phải 100%